Tấn Phước và Như Thanh kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long, phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày. Kính chúc quý vị và các bạn ngày đầu tuần mới thật nhiều niềm vui, thuận lợi trong công việc. Chương trình ngày hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay bắt đầu tuần làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Bảo đảm bình đẳng trong cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7. Những món quà ân tình đất liền gửi tới Trường Sa. Nhiều tiềm năng cho ngành logistics Việt Nam. Mở đầu chương trình là thông tin về kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Hôm nay kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ bắt đầu tuần làm việc thứ 3 từ ngày 3 cho đến ngày 8 tháng 6. Và trong tuần làm việc này thì sẽ diễn ra nhiều nội dung quan trọng, trong đó điểm nhấn nổi bật là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân. Phiên chất vấn sẽ diễn ra từ ngày 4 cho đến ngày 6 tháng 6. Quốc hội chất vấn tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa, thể thao và du lịch. Thưa quý vị, chuẩn bị cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 tới, mới đây thì Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành đề xuất các phương án phù hợp nhất theo nguyên tắc đảm bảo công bằng, bình đẳng, hài hòa, ổn định. Theo đó thì phương án đưa ra là cần có lộ trình phù hợp, đồng thời phù hợp với các vấn đề liên quan như là thang bảng lương, lương cơ sở và chính sách đặc thù. Đến nay thì cả nước đã đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi và chuẩn bị được 680.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chỉ rõ những việc chưa làm được để cùng nỗ lực cố gắng. Theo Bộ Tài chính thì để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế, biện pháp tạm quản xuất cảnh sẽ là một biện pháp cứng rắn cũng như cảnh báo cho người nộp thuế đang nợ thuế để đảm bảo việc hoàn thành nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước. Với các trường hợp tạm quản xuất cảnh, cơ quan thuế thực hiện rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm quản xuất cảnh trước khi thực hiện gửi thông báo đề nghị tạm quản xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về người nộp thuế để người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Thưa quý vị, đời sống tại quần đảo Trường Sa luôn chất chứa những khó khăn và đặc thù. Nắng gió thiêu thịt da, những ngày khác mưa. Muối đắng môi cười thèm cọng rau xanh, những lời ca trong bài hát Sức sống Trường Sa đã khắc họa phần nào những khó khăn ấy. Dần và cũng chính vì vậy mà các chiến sĩ và nhân dân trên đảo luôn rất cần sự quan tâm đồng hành của xã hội, sự chung tay góp sức của các bộ ngành, cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp trong mọi chuyến công tác chính là cách xoa dịu đời sống nơi đảo xa, góp phần đưa tiền tuyến trên biển gần hơn với hậu phương đất liền. Trên mỗi hải trình đến với Trường Sa, các đoàn công tác thường đem theo rất nhiều quà. Để san sẻ khó khăn, đoàn công tác số 21 năm 2024 đã gửi tặng quân và dân quyện đảo những món quà có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần như TV, tủ lạnh, máy tính, quạt tích điện, đặc sản vùng miền, các loại thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, góp quỹ giúp san quá quyện đảo. Hoạt động này đã phát huy được nguồn lực để đóng góp cả về vật chất và động viên tinh thần cho các lực lượng trên đảo và thực hiện cho đảo ngày càng gần hơn đất liền, ngày càng xanh hơn, ngày càng đẹp hơn, khang trang hơn và đời sống của cán bộ chiến sĩ và nhân dân từng bước được cải thiện tốt hơn. Ngoài khơi xa này, những tủ thuốc Trường Sa không chỉ hỗ trợ quân và dân trên đảo mà còn hỗ trợ cả ngư dân khi vươn khơi bám biển, thể hiện tình đoàn kết quân dân, động viên đồng hành cùng ngư dân vượt qua khó khăn, tiếp tục bám biển, bám ngư trường, qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trường hợp mà dân người ta yêu cầu lên đảo cần hỗ trợ hoặc là khám điều trị, đồng chí y sĩ tận tình hướng dẫn rồi là cấp thuốc để khám rồi là điều trị. Chúng tôi sẽ hướng tới những thuốc bảo vệ sức khỏe để cung cấp cái nguồn năng lượng, nguồn sức khỏe cho các chiến sĩ trong lúc mà làm nhiệm vụ ở các đảo xa. Tổng giá trị được trao đi trong chuyến công tác số 21 lên đến 3 tỷ đồng. Trong đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tài trợ và tặng quà gần 2 tỷ đồng.
Công ty cổ phần dược phẩm TV Farm tặng tủ thuốc hơn 100 triệu đồng và đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng khác cho quỹ Xanh Quá Trường Sa. Tỉnh Tây Ninh tặng quà và quy thành tiền trị giá 500 triệu đồng và góp 500 triệu đồng vào công tác phủ xanh huyện đảo. Bộ Nội vụ tặng quà và quy thành tiền trị giá hơn 400 triệu đồng. Tỉnh Yên Bái tặng quà và tiền mặt trên các đảo trị giá hơn 200 triệu đồng. Hai cái tên Trường Sa, Hoàng Sa thì chắc chắn là luôn luôn đong máu trong tất cả mỗi con người dân Việt Nam. Tôi cũng là may mắn và lần đầu tiên tôi ra đến Trường Sa, ở những ngôi đảo mà phải nói rất là xa xôi, cả năm trời có khi không được về thăm người thân người nhà. Tôi cảm thấy là rất là phục những người chiến sĩ và giúp cho mình cũng cảm thấy là yêu quê hương, đất trời, vùng biển nhiều hơn. Những món quà thiết thực đến với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho tinh thần gắn bó với biển đảo, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền tổ quốc thiêng liêng. Theo thống kê của các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước thì chỉ riêng trong năm 2023 thì đã có 1.224 người nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử. Và đáng lo ngại là theo điều tra tình hình sử dụng thuốc lá tại 11 tỉnh thành cho thấy là tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh ở nhóm tuổi từ 13 đến 17 tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023. Ở nhóm tuổi từ 13 cho đến 15 tuổi thì tỷ lệ đã tăng hơn gấp đôi, từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Đặc biệt là ở nữ giới tuổi từ 11 đến 18, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử là 4,3% năm 2023. Ngay khi thuốc lá điện tử xuất hiện và kéo theo hàng loạt các hệ lụy, Bộ Y tế đã đề xuất cấm tuyệt đối các loại thuốc lá thế hệ mới này. Hiện Bộ Y tế đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai. Trên lĩnh vực giáo dục, những năm trước đây thì việc xét tuyển y khoa và các ngành thuộc khối sức khỏe chỉ sử dụng tổ hợp môn là toán, hóa, sinh. Nhưng mà mấy năm gần đây thì nhiều trường đại học đưa ra những tổ hợp môn mới, trong đó thì có môn văn và môn tiếng Anh. Mặc dù việc đưa môn văn hay một số môn khác vào tổ hợp môn xét tuyển ngành y khoa nói riêng, khối ngành sức khỏe nói chung từng gây tranh cãi, nhưng năm nay nhiều trường đại học lại tiếp tục sử dụng các tổ hợp môn có những môn này để xét tuyển, mở rộng cơ hội cho nhiều thí sinh, như là trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trường Đại học Y dược Thái Nguyên, trường Đại học Duy Tân, trường Đại học Tân Tạo, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Từ ngày hôm nay 3 tháng 6, thì Ngân hàng Nhà nước thực hiện bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước là Vietinbank, Vietcombank, Agribank và BIDV để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. 4 ngân hàng này sẽ bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân, bán vàng theo đơn vị lượng, không thực hiện mua vàng. Mức giá bán thống nhất giữa 4 ngân hàng là hoàn toàn và hoàn toàn công khai. Trường hợp muốn bán vàng, người dân có thể đến các địa điểm kinh doanh vàng miếng như SJC, Doji, BNG. Khách hàng khi đến ngân hàng giao dịch mua vàng cần mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. Theo Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, quy mô thị trường logistics toàn cầu đạt khoảng 7.980 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 và dự kiến là đạt khoảng 18.230 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng bình quân là khoảng 10,7% một năm. Còn tại Việt Nam, quy mô logistics khoảng từ 40 đến 42 tỷ đô la Mỹ. Logistics cũng được đánh giá là một trong những ngành tăng trưởng nhanh, ổn định nhất với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 14 đến 16% một năm. Cùng với độ mở lớn của nền kinh tế Việt Nam khi tham gia 17 hiệp định thương mại tự do FTA sẽ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, theo đó sẽ mở ra cơ hội lớn cho ngành logistics phát triển. Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm luôn là nỗi trăn trở của toàn xã hội, nhất là với nhóm có nguy cơ cao vì sinh hoạt trong môi trường tập trung như là học sinh và công nhân. Đối với công nhân thì việc đảm bảo an toàn bữa ăn là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu, không chỉ được quan tâm bởi doanh nghiệp mà còn bởi các ban ngành chức năng. Từ đó thì vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa giữ nhịp sản xuất cho các doanh nghiệp.
Tiền ăn hàng tháng sẽ được doanh nghiệp này nạp vào một tấm thẻ để người lao động lựa chọn các món ăn, thức uống ưa thích tại nhà ăn. Thực đơn bữa ăn mỗi ngày sẽ được chế biến đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng. Sự tiện lợi, ngon lành của bữa ăn cùng môi trường gắn kết, an toàn là một trong những yếu tố giữ chân chị Nguyễn Ngọc Quyền, quê Vĩnh Long, tại doanh nghiệp này hơn 10 năm nay. Ở công ty này là nhà ăn được sạch sẽ, thoáng mát. Công ty chăm lo đời sống cho công nhân, ăn uống có nhiều chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh. Ở đây có đội ISS thường xuyên kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, cho nên chúng tôi rất là an tâm. Đảm bảo an toàn bữa ăn cho công nhân luôn là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp, vì đây là một giải pháp để giữ gìn nguồn lực lao động. Để loại bỏ mọi rủi ro, ngoài việc trang bị cơ sở vật chất hiện đại, các doanh nghiệp còn thuê các đơn vị nấu ăn chuyên nghiệp, đồng thời thực hiện giám sát từ đầu vào quy trình đến đầu ra. Khi mà chọn cái đơn vị thì cũng thông qua các quy trình kiểm soát chặt chẽ về cái chất lượng cung cấp dịch vụ của cái đơn vị này và cung cấp về cái nguồn thực phẩm mà hàng ngày mà đơn vị này cung cấp cho công nhân viên làm việc ở trong công ty, thì cũng đảm bảo sự giám sát chặt chẽ của bên công ty, đảm bảo là cái thức ăn với cái nguyên vật liệu đầu vào là đảm bảo chất lượng, đảm bảo sức khỏe, an toàn. Cái quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn luôn được đặt trên hàng đầu. Các khâu nhập liệu, chế biến, xử lý thức ăn đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các nguồn nguyên liệu sống và khô chúng tôi đều nhập từ các đơn vị có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là có uy tín trên thị trường. Dù vậy, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tổ chức bữa ăn trưa sạch sẽ, an toàn cho người lao động, khi rủi ro thực phẩm không an toàn vẫn thường trực, ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm đầu vào. Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động giám sát thực phẩm tại nguồn, tổ chức kiểm tra các cơ sở kho lạnh trữ thực phẩm để loại bỏ mối nguy. Phải giám sát bữa ăn ca, giám sát cái việc đấu thầu lựa chọn cái nhà thầu, rồi giám sát cái nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào của bếp ăn, giám sát cái thực phẩm chế biến ra có đảm bảo được số lượng, chất lượng và như đã cam kết hay không. Bữa ăn rất quan trọng để tái tạo sức khỏe cho người lao động, giúp họ yên tâm gắn bó với công ty. Hậu quả từ nhiều vụ ngộ độc thực phẩm là hồi chuông báo động để cộng đồng, nhất là các doanh nghiệp, tiếp tục nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, đảm bảo môi trường lành mạnh cho công nhân, cũng là góp phần giữ nhịp sản xuất.